Xin chào các bạn, và sau đây là bản tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày mai, mùng 9 tháng 8 năm 2023. Đầu tiên, khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to đến rất to trên diện rộng. Từ rạng sáng đến trưa, mưa tập trung tại các tỉnh Trung Du và miền núi Bắc Bộ, trong đó đáng chú ý nhất là Sơn La, Lai Châu, Lào Cai với lượng mưa dao động từ 50 đến 140mm. Sang đến đầu giờ chiều, mưa lan rộng ra toàn miền Bắc và các tỉnh Bắc Trung Bộ. Do mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày, độ ẩm trong đất đã bị bão hòa, nên khả năng cao là các thiên tai như lũ lụt, lũ quét tại các khu vực sông suối, ngập úng tại khu vực trũng thấp, sạt lở đất đá tại các vùng cao sẽ tiếp tục xảy ra. Do đó, chúng ta cần hết sức lưu ý quan sát những thay đổi của môi trường sống xung quanh để kịp thời ứng phó và sơ tán đến khu vực an toàn. Mặt khác, bởi vì có mưa nên nhiệt độ tại miền Bắc khá mát mẻ. Khu vực miền núi và Trung Du dao động từ 21 đến 28 độ C, khu vực đồng bằng Bắc Bộ dao động từ 26 đến 33 độ C. Do ảnh hưởng bởi hệ thống gây mưa phía Bắc, Thanh Hóa ngày mai vẫn sẽ tiếp tục có mưa, nhiệt độ tăng nhẹ. Từ Nghệ An trở vào đến Thừa Thiên Huế, thời tiết nắng nóng, nhiệt độ nhiều nơi cao nhất từ 34 đến 35 độ, khả năng mưa rất thấp. Riêng Thừa Thiên Huế nắng nóng gay gắt, chạm ngưỡng 39 độ C. Khu vực Nam Trung Bộ các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Thuận, buổi sáng vẫn sẽ duy trì nắng nóng, nhiệt độ ban ngày từ 33 đến 36 độ, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ. Đến chiều thì khu vực này sẽ được giải nhiệt đôi chút nhờ một vài cơn dông rải rác. Dự báo tình trạng nắng nóng tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ rất có khả năng tiếp tục trong nhiều ngày tới. Cần đề phòng tình trạng mất nước, sốc nhiệt có thể xảy ra khi hoạt động ngoài trời trong thời gian dài. Trong khi đó, gió mùa Tây Nam vẫn tiếp tục gây mưa cho khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Tây Nguyên chủ yếu sẽ có mưa tập trung vào buổi sáng. Trong khi đó, tại Nam Bộ, mưa xảy ra từ giữa trưa kéo dài đến chiều tối kèm theo dông sét. Nhưng nhìn chung, hầu như không có địa điểm nào mưa to. Trung bình nhiệt độ cao nhất đạt ngưỡng 30 đến 32 độ. Không khí mát mẻ, dễ chịu.